Thành phố Hồ Chí Minh, ngay trong sáng nay, đoàn công tác của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị liên quan đã ra hiện trường chỉ đạo sát sao việc khắc phục sự cố. Và hiện thì tất cả các container hàng bị rơi xuống sông đã được cố định sát bờ, đang cẩu lên xà lan để đưa về tập kết tại cảng. Chỉ 2 giờ sau khi tai nạn xảy ra thì lực lượng chức năng cũng đã ngăn ngừa tràn dầu có mặt tại hiện trường và thả phao quay chuyên dụng xung quanh tàu. Hiện đang triển khai công tác hút dầu từ tàu. Phương án trục vớt tàu đang được nghiên cứu và sẽ triển khai ngay sau khi hút hết dầu từ tàu. Cảnh giới điều phối giao thông khu vực tàu chìm và trên các tuyến luồng vào cảng Thành phố Hồ Chí Minh. Cho đến nay thì hoạt động hàng hải đã trở lại bình thường, trừ một vài tàu có mớn nước lớn thì phải điều chỉnh mớn nước cho phù hợp. Còn tại tỉnh Khánh Hòa,